Ok, hello, chào các bạn nhé. Ok, hello, chào các bạn, mình tên Lee Philip. Ok, hello, chào các bạn, tôi là Victor. Ok, hello, chào các bạn, mình tên là Matty Lloyd. Ok, hello, chào các bạn, mình tên là Linh. Ok, chào mừng các bạn trên đầu quang linh vlog của Sướng Châu Phi. Thì video hôm nay là anh em tôi lên làm móng nhà. Một ngày làm xong một móng ấy. Ừ. Một ngày một móng à? Chiều nay là xong. Rồi là mai một là bổn móng xong rồi là bắt đầu là... làm hết bốn móng xong bắt đầu là đổ hố cột xong bắt đầu là xây. Đổ hố cột rồi là cùng dựng lên hay là để sau dần ép cho sắt vào dựng luôn, nhưng mà mình không đổ trụ mà mình xây trước xong mình đổ trụ sau. Xây rồi ép vô đổ. Đổ luôn để cho nó chắc tường. Thôi có gì nhá. Bây giờ là buổi trưa. Để anh em mới làm xong. Hiện tại bây giờ là 1 giờ rồi, 1 giờ trưa. Bây giờ nấu ăn là ăn xong là tầm 30 phút là sẽ tiếp tục làm xong đến tầm 17:30 chiều là bắt đầu nghỉ. Công trình là như thế mà. Nấu cô chi nha kia. Nấu gì đây? Cá với là cà rán với là cà chua, hành với ăn với là bột ngô ở đây. Đấy, công trình làm như thế đơn giản lắm. Ăn khổ tí sau ăn sướng đấy. Bây giờ sẽ đi ra review và quay cho các bạn xem móng lúc sáng giờ làm này. Móng lên một lớp nữa này. Xây thêm một hàng nữa, sau đấy mình đổ thêm khoảng độ 15 hoặc 20 phân dầm bê tông ở trên để mình lấy thăng bằng mặt móng luôn. Hiện tại anh em tôi làm block ngựa. Làm tập lô ngửa rồi là đổ bê tông ở trong thì nó chắc hơn. Thì tại vì nhà cấp 4 mà ở trên không đổ bê tông thì nó cái đổ trọng lượng của nó thì không nhẹ. Nên móng làm như thế đơn giản thôi. Đây, 4 móng này. Làm 1 móng. Cái này đợi xong là sẽ giăng sắt này, đổ bê tông này. Cái này nói chung là móng như thế này là ở Việt Nam nhà cấp 4 là hầu hết làm móng như thế này. Ở nhà là làm gạch, chứ bên này là gạch đắt lắm mà nó cũng không chắc đâu. Block cái gì nhỉ, táp lô đổ bê tông thì nó quá đỉnh luôn. Táp lô mình xây ngửa xong mình đổ bê tông ở trong. Nếu mà đổ bê tông này thì làm móng bằng đá. Đấy, như kiểu ấy là nhà trần là mình sẽ làm móng kiểu khác. Đấy. Nhà cấp 4 này nó không có gì cả nên mình đã làm móng như này thôi. Ok, bây giờ tiếp tục làm. Ăn chưa? Có mẹ chưa? Dạ, ăn rồi. Trộn bê tông. Matty Lloyd. Xây 4 móng này, à 1 móng này thì giờ đến chiều là xong nha các bạn. Phải đi thì lấy xi măng. Đấy, mấy anh đen nhà của mấy anh đen mà. Phải tranh thủ lấy sức khỏe làm ấy chứ. Muito bem, muito bom.
Ôi là tiền sao bao mặt thì nào nó mới rồi mình cứ đi ra đây nè. Tudo. Đây, lên đồ mi bên xe à? Tao đừng mi đi phố. Get it. Tao đừng mi đi phố. Tao đừng mi bưng hối của nữa. Không, mi đồ muốn học chay. Học chay à? Yeah. Chay nhà lên đồ với tề. Thank you.
Victory, người nhỏ nhỏ nhưng mà khỏe. Victory là tên Fortune ấy. Người nhỏ nhỏ mà khỏe. Làm gần xong móng rồi mà trời gần mưa rồi các bạn ạ. Trời gần mưa rồi. Thầy bên đi đang? Dạ, bây giờ mưa. Mệt à? Không. À, không mệt à? Không. Làm luôn. À, là. Massimo Velho. Đấy, thở chính đấy. Thở chính đấy. Không phải đi phù hồ đâu, lên đồ là thở chính đấy. Ta gô mổ. À, ôi, chú gô mổ. Nào cả sao đu? Hả? Nhà đẹp là xây nhà đẹp là không mệt. Đấy, mấy anh Đen nói là xây nhà đẹp là không mệt. Như lên đồ thôi. Có nhà đẹp là không mệt. Hả? Không mệt. Không mệt à? Thật à? Thật. Ở đây làm gì để làm đến 22 giờ? Đây, anh em đang còn tích cực làm. Ok nha các bạn, thì video hôm nay là anh em tôi cũng lên làm xong một móng rồi. Bây giờ trời cũng sắp mưa rồi, nên anh em cũng nghỉ sớm. Thì video này mong các bạn luôn ủng hộ xem quảng cáo thật là nhiều. Để tất cả mọi anh em trong team có động lực để làm nhà cho mấy anh em nha. Ok, thì hôm nay ôi dư cô mồ. Oi, giờ có mồ. Ở đây. Hả? Nào cá sa đu? Vậy nên nói là không mệt. Đấy. Làm nhà và nhà đẹp là không mệt. Nhà xấu là mệt đấy. Dạ dạ. Cá nhà nào buồn đi tu cô mồ. Cá sa đu làm đi. Ok thì video hôm nay là cũng xin dừng tại đây nha. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Con Lềm Lốc Cuộc Sống Châu Phi để ủng hộ em tôi nha. Chào bạn ơi. Rồi bây giờ chuyển cát lại vào đây đi để ngày mai tiếp tục làm xong một móng nữa. Hiện tại hôm nay là làm xong một móng rồi, bây giờ gió to mà mưa lắm các bạn ạ, nên là chuyển cát sớm để ngày mai làm xong một móng thứ hai. Hôm nay làm xong một móng rồi cũng rất là mừng.